Hello, Dung kính chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay là Dung làm một món là thịt heo ba chỉ luộc, rồi là đậu hũ chiên để mình cuốn với bánh tráng á. Thì cuốn bánh tráng thì Dung có bún nè, bún Dung còn món luộc lửa ra rửa rồi ráo á. Còn rau á thì ở vườn nhà Dung có. Dung bỏ thịt vào luộc, chiên đậu hũ rồi là Dung với ra vườn mình hái rau. Tại Dung ra vườn mình hái rau liền á, mình ăn bao nhiêu tươi. Rồi là Dung chấm với mắm nêm. Giờ là bắt đầu là Dung cái xô nước ở bên kia nó sôi rồi á, là Dung bỏ thịt vào á, bỏ thịt vào mình luộc trước. À, xô nước nó sôi rồi. Xô nước nó sôi rồi là Dung bỏ miếng thịt ba chỉ vào này. Đó. Bỏ vào thịt ba chỉ là Dung cũng rửa qua nước muối sạch sẽ rồi á cô chú anh chị và các bạn. Rồi là Dung bỏ muối vào này, bỏ muối vào rồi là bỏ gừng vào, bỏ vài lát gừng vào. Đó. Rồi là Dung đặn chút xíu chanh để cho cái miếng thịt á mình luộc á chừng á nó trắng nó đẹp lắm. Rồi là Dung luộc thịt á, khi nào mà miếng thịt á nó nổi lên á là thịt heo nó chín vừa ngon luôn á cô chú anh chị và các bạn. Đó. Dạo dầu nó nóng rồi á, đậu hũ Dung cũng cắt hai miếng nhỏ nhỏ dài dài này á. Chiên miếng dài dài rồi mình cuốn bánh tráng ra nó dở. Ớt nổi á Dung cũng bầm ra rồi nè, cũng có chút xíu chanh. Mắm nêm là Dung dùng cái hiệu ông già quê hương. Ông già quê hương, ông già thích ăn mắm nêm, thường là đàn bà thích ăn mắm nêm hơn nhé. Ông già quê hương, mắm nêm là người ta cũng pha sẵn rồi nhưng mà Dung muốn làm nó thơm ngon hơn chút xíu nữa. À, mình chấm nhiều mà Dung phải làm nhiều chút xíu. Ớt tỏi nè, mấy mùi thơm quá rồi nè. Rồi á là Dung bỏ vào một muỗng đường nữa. Bỏ vào muỗng đường nữa này. Thêm cái xíu nữa đi, hay thêm. Đó. Vào xíu đường nữa này. Rồi nãy chanh vào nè. Nãy cái xíu chanh vào. Ồ dạ, bị mùi thơm. Bát ngát luôn. Đậu hũ nó già một bên rồi này, Dung rửa qua nè. Mình cắt nhỏ nhỏ và dài vậy. Mình đỡ, mình cuốn nó dở vàng. Giờ mình hái vài bụi xà lách vào nè, cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay ở ngoài vườn có rau gì mình hái rau đó mình ăn. Ăn bánh tráng cuốn với thịt. Giờ Dung không có mua rau gì hết á. Tại mình có rau mà, đợi đủ hết mà. Ôi dạ, một bụi nè. Hái được mấy bụi á. Còn bên đây rau má hả? Ôi dạ, rau má nó lên nè. Rau má nó lên như bồn luôn. Ôi, cái bụi đây nữa nè. Tốt rồi ha. Quá trời tốt luôn. Một bụi phần nó xì quá. Bông. Quá. Bụi nè. Một bụi á. Hai bụi. Ôi, dữ lên rồi mà. Hả? Bật nghĩ rồi. Hả? Hái bốn bụi đi anh Nam ơi. Dạ, cô nè. Hái bốn bụi đi. Có bụi ăn dữ hả? Dạ, yeah. Ăn rau nhiều đó. Ăn nhiều ăn dữ hả? Ăn rau nhiều đó hứa. Quá wow, trời ơi. Ôi dạ. Ó. Mơ ơi là mơ luôn á. Quá trời mơ luôn à. Ít mình hái một hàng đây đi. Hồi đó mình ương mấy hột hạt đậu. Nhiều quá. Hả? Yeah, ok, hái nha. Hái bỏ cất tủ lạnh, bữa nào ăn. Dạ, yeah. Rồi á, anh Nam bỏ hạt đậu xuống, hạt giống đậu xuống cho nó lên liền. Đó. Ồ nha. Yeah. Mơ quá, cô chú anh chị và các bạn ơi. Rau mơ luôn này. Đó. Dung ăn rau nhiều lắm, nhiều là ăn hết luôn á. Hả? Hết. Mấy ngày mới có. Ăn rau là mơ lắm cô chú anh chị và các bạn ơi. Rồi hái ít nấm rau thơm, rồi nấm tía tô, rồi nấm rau răm nữa. Rồi mình hái một nấm rau rau húng. Hái cái đọt không đi cho nó lên. Húng. Tại mình ăn không hết kiện á, nó lên. Nó lên nhiều quá.
Vừa cứ hái cái đồ vậy á. Đây đang gieo rau cải á. Cải dùng làng nhiều cải. Cải lên rồi đó. Cải đỏ. Có cái bụi nhỏ nhỏ lên qua là bông. Đậu. Đậu gì ta? Đậu đỏ. Đậu đỏ hả? Ok. Đậu đỏ gieo chừng mà cải nó lên là bắt đầu cho nó lên vàng đó. Đó. Ok. Hái bụi hẹn luôn. Bụi hẹ này hả? Dạ, yeah, hẹ sống luôn. Bụi này hói da vô bánh tráng á. Bụi này là rau, thịt, đậu hũ chiên, đồ ăn vô luôn, đủ hết luôn. Các bụi hẹ, đó, bụi hẹ luôn. Đó là dền, đó, nhà có dền đó. Dền đỏ, cái bên đó dền đỏ. Dền đó là nó thích mùa nắng. Ồ vậy hả, thích nắng hả? Lạnh nắng chịu hả? Bắt đầu nắng là nó lên quá trời luôn á. Còn bên đây là rau muống là nó lên rồi. Muống rồi, còn, yeah, còn eo uột quá, chưa có mơ. Rồi hái ít đi, lát cái tô nữa luôn anh Nam ơi. Ok, hái lát cái tô. À, hái một năm lát cái tô nữa cô chú, chị và các bạn ơi. Đám chứ mình hái. Cái tô gọi là một đám luôn á. Cái này cũng mới hái nè. Mình hái là cái nó lên nữa. Đám luôn. Mơ luôn á. Mạ luôn nha. Giống như bạ luôn á, làm lại giống như bạ luôn. Đó, mấy bụi là nhung tía rồng á, nhung rồng á là nó lên á. Lá bự hơn. Dạ. Yeah. Còn nó mọc nó dễ để vậy luôn thì nó dễ. Cái này là cứ năm giờ rồi á, rồng á, xong nó rụng bông xuống nó mọc á, mọc như là đám bạ luôn. Đám bạ, ok. Vừa là nhung cứ cắt, mình cắt tỉa tỉa thôi. Tỉa thưa ra. Tỉa thưa ra cho nó lớn cái bụi nữa. Còn thêm cái bụi lại mình nữa. Mình có đại, mình ăn hồi. Nhà đại lý tía tô mà. Tía tô là bún bánh luôn là ăn ngon lắm. Ăn bún gì, ăn gì. Nếu như có rau sống đầy đủ là ăn ngon lắm. Okay. Hôm nay là một bún bánh một rổ rau sống mơ luôn lắm. Giờ vừa qua mình đi hái rau răm nữa. Okay. Còn thiếu món rau răm nữa. Rau răm nữa. Dạ. Yeah. Ok. Đó. Rồi đi ra hái rau răm nhưng mà thấy mùi bông này đẹp quá. Tắp vô luôn. Okay. Mùi bông đẹp ha, mùi bông rắn nó đẹp luôn. Còn rau răm, ui dạ. Lại cũng được careful. Careful, ok, đây là có rau salad nữa. Salad nữa, dạ, cứ salad rau răm không vậy đó. Dạ. Salad rau răm. Nhiều đây là khối đi chợ mua, cô chú anh chị và các bạn. Cái mùi này nó lớn giống cái gì Việt Nam, không mùi ngố, cái mùi ngố không biết. Không, rau răm nhớ. À, nó nhưng mà nó cao như ngố. Rau răm cứ hay cao gì mà cao luôn. Ngố. Biết ngố không? Ngố biết nha, ngố là ngò ôm á. Nó đâu? À, ngố là ngò ôm. Oh, okay. Ở bên đây nữa nè, cô chú anh chị và các bạn, anh Lâm Hoa cái này cho con. Bên đây là xà lách nữa nè. Quá rồi, Dung mơ xà lách lắm. Dung thích xà lách là trồng ăn là mơ luôn đó. Đó. Đây có hai bữa ớt. Chưa, nó còn trái, chưa có trái. Ớt mỡ, bắt đầu nó ra bông này, nó ra bông màu tím đẹp quá ha, dễ thương ha. Nice. Còn táo tàu bên đây nó ra trái quá trời luôn. Ra nụ. Thì nụ là trái còn nữa. Thì nó món cho nhỏ 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 không à. Yeah. Đang rửa rau rồi. You want some little video, okay? Bạn hàng xóm á. Yeah, my neighbor. Làm vườn á. Give away my flower. Oh my god, tắm nhiều lắm đó. Thank you neighbor. Happy Sunday, all right. Mưa luôn nè. Thịt chín rồi nè, cô chú anh chị các bạn. Đó, dùng bỏ chút xíu chanh vào á, miếng thịt nó trắng tươi luôn nè. Ngon quá luôn nè. Đó, bây giờ là đóng qua dùng nhựa anh Nam, anh cắt giùm này cô chú anh chị và các bạn. Ngon không anh Nam? Thơm luôn ha. Nhìn như lát hả? Mỏng. À. Thật giả. Thật giả. Đang đóng quá hả? Mình đóng mình cắt liền nhá, mình ăn đó chứ ngon anh Nam ơi. Dạ. Yeah. Đó. Nè cô chú chị với các bạn. Mắm đi anh hộp ốc cần cắt hai cái hai chị dày được rồi. Nhiều người thích ăn dày vậy, nó cầm một cục vậy chấm như mắm liêm. Còn viên cục nữa hả? Dạ. Rồi. Dạ có nhiều người cầm một cục vậy nó chấm như mắm liêm. U dạ nó ngon mê luôn. Đó giờ là thịt cắt ra được một dĩa rồi này cô chú anh chị với các bạn. Đậu hũ, bún, rau. Là lát hồi xong đó rồi. Giờ làm mỡ bánh tráng ha. Dùng cuốn bánh tráng là bà cô gái. Rồi bánh tráng này cái cuốn còn ngon lắm. Dẻo mềm. Quảng cáo luôn. Bình bông bạn ở gần số
thấy tặng ơi, giờ Dung cắm vào bình này nhìn thấy đẹp quá ha. Flower from the neighbor give away to us. Cherry. Một dĩa cherry. Bữa nay là người ta bán rẻ rồi, có một đồng một thao thôi. $1 a pound. Yeah, $1 a pound mà ngọt ngon lắm. Mỗi đầu mùa thì 3.5 đồng. Rồi, không ngon. Là ngon, nhưng mà bữa nay là rẻ rồi. Rẻ thì nó ngon hơn. Dạ, rẻ là ngon hơn. Dung mời cô chú, anh chị và các bạn ăn bánh rán cuốn như thịt như tàu hũ chấm như bông liên. Chờ có nhà hôm nay mình ăn bánh cuốn bún thịt luộc gì đó ăn được không? Rồi làm những bánh rán này là không biết cái món gì không biết. Bánh rán thịt luộc cuốn bánh rán. Thịt luộc cuốn rán cái tên nó được đó hả? Anh làm cua giống bánh rán nha. Ok. Giống bánh rán. Rồi nhưng mà cuốn một cuốn nhà mơ. Giống bánh rán này. Đây không phải là gì? Bánh cuốn. Rồi bánh cuốn là chấm bông điên cũng phải ngồi cuốn. Rồi là bỏ hai miếng thịt vào. Bỏ một miếng đậu hũ đi, chứ không nhiều quá là cuốn thành cuốn bự lắm này. Rồi bỏ chút xíu bún vào nè. Rau là mê luôn rồi. Rau ở nhà là Dung cứ hái vậy chứ. Có rau gì là mình ăn rau đó, chứ không có mua. Bỏ vài cọng hẹ luôn, hẹ ăn sống còn ngon lắm. Đó. Bỏ cọng hẹ vào. Đĩa tô. Rau húng, okay. Rau răm, đầy đủ hơn. Thiếu giấy, thiếu giấy. Vài cọng rau răm. Thiếu giấy. Đó, giờ Dung cuốn lại này. Có một thiếu giấy, ok, here. Có rồi, có rồi. Dạ. Anh Lâm cuốn xài lách hả? Dạ. Yeah. Cuốn xài lách không, bỏ bên lên bánh tráng không? Bánh tráng này dưới. Bỏ bánh tráng vô luôn. Bánh tráng này dưới. Thành một cuốn nè. Ok. Thành một cuốn nè. Như Nguyên Dung mời nghe. Rau răm. Răm rồi. Hẹ đó. Dạ. Dung mời cô chú anh chị và các bạn. Rồi là mình chấm vào bấm liêm nè. Wow. Ngon. Ok, nào cuốn thử làm sao. How is this? Bấm liêm ngon. Nhưng mà ngon quá, không phải bấm liêm nè, em bấm liêm ngon. Oh, really, hả? Huh? Ok, let's see how it works. Mặn mà thơm. Là giống bánh cuốn rồi này. Mày nghe bánh cuốn. Ngon sao? Đúng rồi. Cuốn bánh cuốn, nhiều bánh cuốn. Ừ. Thấy nhiều bánh thịt luộc đi vòng vòng nhưng mà cuốn đi. Okay. Thì bánh tráng, bánh cuốn tráng. Bánh cuốn chấm bấm niêm đi. Dạ. Hay hơn. Thịt luộc. Thịt luộc. Thịt luộc chấm bấm niêm bánh tráng. Bánh tráng cuốn thịt luộc chấm bấm niêm. Tên quá, biết tên gì nữa. Nhiều quá. Ngon quá. Ngon. Ngon. Bấm niêm ngon hơn. Ừ, người ta thả sẵn rồi giảm như xíu mắm ốc tỏi. Lỡ lâu rồi không ăn à? Mắm ốc tỏi rồi bỏ xíu đường lại chanh vô nữa là ngon tuyệt vời luôn á. Ăn quên chấm lại bằng cái muỗng nước rồi. Chấm vô ngon nha anh Lâm, chấm ra đi đó. Mình là đít, bút bấy vậy. Trái hộp này thường là ngon á. Ăn quên chấm. Rau nhiều quá, nhưng làm để mình ăn bao nhiêu nhau như hết rau. Còn nhiều quá anh chế biến rồi. Dạ. Chứ miếng là mình ăn nhau ngon rau nhiều. Ngon nhiều lắm nha. Anh ngầm, ăn chắc là mấy cuốn, hai ba cuốn là no. Được. Ăn sợ. Yeah. Mình cuốn đi học muốn cuốn thì hôm đi ăn bún không á. Rồi bỏ đậu hũ vô, rồi bỏ thịt vô. Rồi cái hướng là gì? Bún ngon. Bún thịt nước hả? Bún đậu, bún thịt đậu mắm nêm. Bún đậu. Thế mấy nhà cũng nó bỏ. Cái nhà hàng không? À. Kiếm tôi bún. Nó bỏ này vô. Rồi kiếm bún gì mà. Bỏ này bún bún. Bún đậu mắm nêm. Không. Cái bún không. Bún mà bún khô có nước. Bún khô nướng hả? Bún thịt nướng. Không ta. Bún thịt nướng, bún tôm nướng. À, bún đấy là bún lợi đó. Bún tôm nướng, bún thịt nướng, đúng hả? Khô không nướng mà bỏ này được không? Mỗi lần đây muốn là nướng, thịt phải nướng. Dạ. Chứ bún luộc được hả? Hả? Bún luộc được không? Không, bún thịt nướng.
Nó là thuộc là bún đựng nước. Thôi dạ dạ, mình lại đáp nước ngọt rồi. Ừ, ngon hả? Thì giờ mình bỏ lại món món vô cũng thành bún đựng nước. Dạ, đúng cái rồi anh Đăng, ngon quá. Quá ngon. Em là mơ luôn à. Anh này nè, hồi nhiều mình uống một uống thiệt là nhớ hồi xưa bên Việt Nam á, ví dụ như ở Bình Định cứ mỗi buổi sáng á là đi làm, đi ra đồng làm á, cô chú anh chị các bạn uống á là uống cái bánh tráng, không phải bánh tráng này đâu, bánh tráng mà ở quê cô Dung á, bánh tráng tráng mà thiệt nghĩa là bự đó, xong rồi là uống vô là một uống thiệt là đồng bự hơn cái tay ra luôn đó. Năm ăn một cái cuốn là no luôn. Có món này không? Có món này không? Chứ không có đâu. Cuốn cái gì cũng nhớ nữa. Trứng. Đúng hả? Trứng luộc, chả ram. Dạ. Cái cũng sang cái đồng. Cái đồng là em cũng sang với. Trứng luộc, cuốn chả ram. Quá. Cuốn một cuốn rồi bỏ rau nhiều, rau thiệt là nhiều vô vậy đó. Ừ, sáng nào cái hả? Yeah. Mua sáng đi làm đó, đi làm là cứ đem theo một cuốn bánh vậy đó. Oh. Nó tiện không biết không, tiện đi ra làm. Đi làm có làm ruộng hay làm gì? Làm ruộng, làm rẫy gì cũng đem giống nhau. Đem giống nhau. Cứ đi làm theo rồi đem cuốn bánh theo vậy đó. Oh, yeah, wow. Chứ mắm đồ sẵn hết rồi về ra tối giờ làm ăn xong rồi là bắt đầu là mình ăn thôi. Tại có chứa mắm đồ trong đó hết luôn rồi. Yếu xin đi. Này gọi là bánh gì? Ừ. Bánh cuốn. Nãy giờ ông hỏi luôn, nãy giờ ông ăn mà ông hỏi luôn. Muốn không muốn gọi bánh gì nữa. Nó phải có tên nữa. Cái này á hả? Bánh tráng cuốn không, cái thịt luộc cuốn bánh tráng. Ở Việt Nam kìa. Bên Việt Nam là gọi là bánh cuốn không à? Ừ, Việt Nam rất đậm á. Em có hỏi này. Này cũng gọi. Bên Việt Nam là bánh cuốn. Ừ. Dạ, là mình cuốn thêm, đem thêm bánh cuốn á, gọi là bánh cuốn. Hả? Ừ. Nếu nhà làm thôi mình phải đi mua. Nhà làm có khi đi mua có. Rồi ra cái quán làm cuốn thì người ta thì mình cầm đi hả? Wow, ngon quá. Ừ. Có lý. Không nghe cũng nghe được. Ngon như sao là được. Ngon. Ngon như sao là được. Ừ. Quá là ngon luôn á. Nhìn cái đậu hũ á, mình cắt dài dài vậy là bỏ vô cuốn là ngon rồi, hết ý luôn rồi. Bóc người ta cầm lên biết, bóc quả. Bây giờ cái cherry nè, hôm nay người ta bán rẻ ngon ngừa luôn á. Dung mời con số anh chị và các bạn nha. Mời các bạn ăn cherry. Dạ, ngon quá. Ăn hôm qua trên mạng hả? Mời các bạn ăn cherry. Này ngọt ngon ngơ luôn á. Nhưng mời cô chú anh chị và các bạn uống nước cam. Nước cam này là ở coi ở người Hường luôn này. Cam bốn mùa, mỗi khi cái Dung thường nói là nhà Dung có cái cam bốn mùa, có trái quanh năm luôn vậy. Cô chú anh chị và các bạn, cam này là nguyên chất luôn à, không có bỏ gì, bỏ một xíu đường phèn. Có bỏ, okay. Dạ, bỏ chút xíu đường phèn. Ngọt ngon luôn. Dạ. Ăn bánh cuốn anh nè. Ăn này. À. Ăn bốn năm cuốn vô. Quả ngon đúng không? Dạ, Dung cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem hết video của Dung. Bye bye and see you next video. Okay, thank you.